Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chuyển đổi số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là những thông tin về chuyển đổi số, tiếp theo là ghi nhận chuyển đổi số trong công tác quản lý và bảo vệ rừng của ngành kiểm lâm tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sử dụng chữ ký số đang được Bảo Yên triển khai thực hiện hiệu quả, là huyện đi đầu trong tỉnh về sử dụng chữ ký số đối với lãnh đạo, quản lý các cơ quan từ huyện đến xã, thị trấn. Với giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay và con dấu truyền thống, chữ ký số đã và đang được áp dụng rộng rãi trên địa bàn huyện Bảo Yên. Hiện nay 100% lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền cấp huyện, cấp xã, quản lý các đơn vị, phòng, ban chuyên môn đã áp dụng chữ ký số và giải quyết công việc. Hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số sau khi triển khai vận hành ổn định và đem lại hiệu quả cao trong công việc, giúp cán bộ, công chức chủ động, thường xuyên sử dụng hệ thống để tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến. Để có kết quả này, huyện Bảo Yên chỉ đạo rất quyết liệt, yêu cầu các lãnh đạo, quản lý sau khi xác lập chữ ký số phải sử dụng thành thạo và áp dụng triệt để việc ký số. Huyện đã làm việc với các đơn vị cung ứng dịch vụ viễn thông trong đảm bảo duy trì tính ổn định của môi trường mạng, đầu tư trang thiết bị, công nghệ, tạo sự đồng bộ, liên thông, trục kết nối. Thực hiện nghị quyết số 20/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Bắc Hà tập trung triển khai chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. 158 tổ công nghệ số cộng đồng với 523 thành viên trong toàn huyện đã tích cực tuyên truyền, thúc đẩy người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số. Từ năm 2022 đến nay, huyện Bắc Hà triển khai phần mềm chỉ đạo và điều hành, phòng họp không giấy tờ. Từ các văn bản chỉ đạo đến giao việc, nhắc nhở, đôn đốc đối với cán bộ, công chức đều được thực hiện trên môi trường mạng, rất khoa học và kịp thời. Các hệ thống thông tin dùng chung như quản lý văn bản điều hành, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống hội nghị trực tuyến, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, thời gian qua ngành kiểm lâm tỉnh Lào Cai đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Không còn những bản đồ giấy, máy định vị hay la bàn, không phải khoanh vẽ thông tin trên thực địa bằng phương pháp khoanh dốc đối diện. Từ năm 2017 cho đến nay, phần mềm cập nhật diễn biến rừng đã giúp lực lượng kiểm lâm dễ dàng phát hiện những biến động của rừng, đất lâm nghiệp với độ chính xác cao và tiện lợi. Cái việc ứng dụng công nghệ thông tin nó mang lại hiệu quả rất là rõ nét. Ngay sau khi chúng tôi ứng dụng thì cái việc có thể dễ nhìn thấy nhất là cái việc chúng tôi cập nhật thường xuyên được những cái việc mà những diễn biến tác hại đến rừng và những kết quả mà khi mà các chiến sĩ, các anh em trong lực lượng đi làm thì được báo cáo cập nhật thêm trực tiếp trên phần mềm điện thoại. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Lào Cai là trên 417.000 ha, chiếm trên 65% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Trong đó có hơn 378.000 ha đất có rừng, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2022 đạt 57,7%. Với đặc thù là tỉnh có diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ lớn, lực lượng kiểm lâm xác định quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm quan trọng, đòi hỏi phải áp dụng công nghệ số để phát huy hiệu quả. Ngồi chỉ khoảng 5 phút bằng cả một đội quân khoảng là 5-6 người đi hàng tuần. Cái đấy là hiệu quả, cái đấy là quá hiệu quả luôn. Cái thứ hai là cảnh báo cháy rừng. Đấy. Trước kia chỉ thấy nó khói thôi, không biết là nó khói ở đâu. Thế bây giờ tôi biết à, cái khói này nó phát sinh từ trong rừng tự nhiên hay nó phát sinh ở nương rẫy của người dân. Từ năm 2019, hệ thống cảnh báo cháy rừng đưa vào sử dụng đã phục vụ đắc lực cho công tác phát hiện, cảnh báo sớm cháy rừng. Hệ thống này hoạt động dựa trên việc thu thập các thông tin khí tượng, thời tiết, thu thập thông tin vệ tinh, bức xạ nhiệt. Nếu phát hiện cháy vào rừng sẽ kịp thời báo cáo, triển khai các giải pháp, lực lượng chữa cháy rừng, hạn chế cháy lan vào rừng, giảm tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra. Trước kia thì nó rất là xa, thường khi nó cháy 2-3 ngày rồi mới biết, nhưng bây giờ chúng tôi có thể biết ngay trong ngày. Và thường khi là nếu ở cái thời điểm nắng nóng là vệ tinh nó đi qua lúc 1 giờ thì 2 giờ chúng tôi đã nắm bắt được là hiện tại ở trên địa bàn mình đã có bao nhiêu điểm cháy, đó là điểm cháy nào. Đẩy mạnh chuyển đổi số, Chi cục Kiểm lâm đang trình xây dựng quy trình kỹ thuật công nghệ địa thông tin cho phép phát hiện sớm mất rừng tỉnh Lào Cai. Mục tiêu đặt ra là xây dựng một cơ sở dữ liệu về hiện trạng rừng, làm cơ sở cảnh báo sớm, phát hiện và cập nhật các khu vực mất rừng, suy thoái rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, góp phần đánh giá tài nguyên rừng một cách hiệu quả, làm cơ sở phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Bản tin chuyển đổi số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.